Một con trâu bệnh nặng đã tụt lại phía sau, chẳng khác gì là lộc trời dành cho lên cẩu. Những kẻ hấu đối sẽ bụng trâu, ăn bộ lòng nhanh nhất có thể. Một bộ phận chứa nhiều enzyme, vô cùng quan trọng với bất kỳ loài thú ăn thịt nào. Tuy nhiên, bữa ăn của chúng đã đánh động đến sư tử. Tất cả lùi dần về phía sau, xa con mồi một chút. Nhưng, có một kẻ vẫn chưa chịu rời đi. Nó rút vào bụng trâu, ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói một năm. Cuối cùng, sư tử cũng tới. Kẻ đối khắc nhất vẫn cố gặm thêm ít thịt. Thêm con sư tử thứ hai, lên cẩu bỏ con mồi. Nhưng không, kẻ đối khắc nhất không sợ mà quay lại kiếm ăn. Thêm con sư tử đực thứ ba. Lần này thì kết thúc thực sự. Ba con sư tử đực này là ba anh em. Chúng là sư tử đực trẻ tuổi, rất non nớt kinh nghiệm. Chúng vừa bị thủ lĩnh, tức cha ruột của mình, đuổi ra khỏi đàn. Ba anh em chúng chưa có nơi trị vì, chưa có sư tử cái đi săn mồi, nên anh em chúng tự đi săn, thậm chí tranh giành thức ăn của kẻ khác. Sự nôn nớp của anh em sư tử đã không qua mặt được đám linh cẩu, bởi nếu gặp sư tử đực trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm, thì linh cẩu đã bị đánh bay màu rồi. Đằng này, ba anh em sư tử tiếp cận con mồi rất nhẹ nhàng. Điều đó vô tình cho thấy sư tử đôi phần e ngại bầy linh cẩu này. Sau khi biết được điểm yếu, ba con sư tử đực chỉ là những đứa nhóc. Bầy linh cẩu tràn vào tấn công để giành lại miếng ăn. Linh cẩu rất thông minh, chúng dồn lực tấn công từng con sư tử một. Con sư tử nằm ngồi cùng là mục tiêu đầu tiên. Đây là con sư tử đực nhát gan nhất và dễ tiếp cận nhất. Nhận những đòn cắn quá đầu, sư tử đực đầu tiên bị đánh bay. Có thể thấy linh cẩu quá thông minh, chúng dí theo đuổi cho bằng được con sư tử đực kia bỏ chạy đi xa nhất có thể. Sau đó chúng quay lại tấn công con sư tử đực thứ hai. Liên tiếp nhận những đòn cắn đầu, sư tử đực thứ hai không dám phản kháng gì. Cuối cùng nó đã bỏ chạy thoát thân. Linh cẩu lại truy quân dí theo. Bây giờ chúng tập trung bao vây tấn công con sư tử đực cuối cùng. Xem ra đây là ông anh cả, một cậu nhóc sư tử có chút bản lĩnh hơn. Nhưng đơn độc và thiếu quá nhiều kinh nghiệm, sư tử đực cuối cùng cũng chỉ chịu đòn dây thêm một chút mà thôi. Nếu cứ u lì ở đây thì sư tử đực sẽ bị bầy linh cẩu nhai xương luôn cũng này. Cuối cùng sư tử đực cũng bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Linh cẩu đã giành chiến thắng tuyệt đối nhờ vào độ lì lợm, thông minh và dày dặn kinh nghiệm chinh chiến của mình. Còn với ba anh em nhà sư tử, đây là một thất bại đau đớn, nhưng lại là một kinh nghiệm xương máu trên hành trình đi tìm ngôi vua của chúng trong tương lai.